nay chúng ta sẽ không thể nào dùng được cái từ nào khác mà phải sử dụng từ thích. Em đã hiểu chưa? Do you understand? Mình phát âm âm thanh nhẹ nhẹ lên một chút được không? Phải đi thôi, cô xin phép đi một chút xíu nha. Đi đâu vậy? Tất nhiên là đi vệ sinh rồi. Không lẽ đi luôn ở trong phòng này? Cô đi vệ sinh xíu nha. Như vậy là bữa học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Thật ra cô tính nói với em chuyện này. Chuyện gì? Chắc bữa học sau sẽ là bữa học cuối cùng cô dạy cho em. Cô quyết định sẽ không dạy cho em nữa. Hả? Sao vậy? Cô suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cô cảm thấy quyết định như vậy sẽ tốt hơn. Bữa học sau cô sẽ nói chuyện với mẹ em để mẹ em tìm người khác dạy cho em nha. Nhưng mà cô chỉ muốn nói trước để cho em chuẩn bị sẵn tâm lý vậy thôi. Muốn nói câu tạm biệt thì để bữa sau đi ha. Giờ cô phải đi về rồi. Bye bye em. Bye bye. Chào mọi người. Trễ 45 phút rồi. Làm gì mà chưa tới nữa. Giờ mới tới đúng không? Dạ. Ủa? Bộ chị My chưa tới nữa hả? Chưa. Ủa mà chị vô phòng anh có gì không? À, tôi vô lấy đôi giày đi giặt á. À. Ủa mà chị làm vậy mệt lắm. Thôi đem giặt cho. Đây. Đâu sao đâu, cái này là nhiệm vụ của tôi mà. Hay là cậu chơi tôi giặt không sạch? Không phải, ý em không phải vậy. Thôi cởi lại học đi nha. Tôi đi trước nha. Đồ ăn tôi nấu xong rồi để trước cửa nha. À, có mấy món ngon con thích đó. Nhớ ăn thiệt nhiều lấy lại sức nha. My ơi, anh có để mấy cuốn truyện cho em đọc đỡ chán á.
Có gì chán thì đọc nha My. Rồi em nhớ ăn trái cây nữa nha. Đi vệ sinh xong á nhớ khử trùng rồi thì kỹ nha con. Thôi tụi tôi đi nha. Ác độc, bỏ mặt người bệnh nằm ở đây một mình vậy mà coi được. Không nhẫn tâm mà. Ủa sao cô nằm đây mà nãy giờ tôi kêu cô không lên tiếng gì hết vậy? Nguyên hả? Ừ. Qua đây chi ạ? Cô bị cảm dễ lây lắm á. Em đi về đi. Sao cô không ăn gì đi? Cô ăn gì chưa ta? Cô ăn cùng em Nguyên. Đi về đi, cô lại cho em bây giờ. Cô không chịu ăn rồi sao cô uống thuốc được? Nè. Nè. Cô ơi. Cô. Cô ơi cô. Hết bệnh còn về dạy tôi nữa. Ai đâu học trò sắp thi rồi. Cô giáo con nằm đây bệnh. Lay cho em bây giờ em về đi. Lay gì mà lay. Về đi. Nghỉ đi. Sao em lì quá vậy? Cái gì hả miếng đi. Em đi về đi, cô lay bệnh cho em đó. Cô mới là lì á. Hả mẹ ăn miếng cháo đi còn thuốc nữa. Nè. Được rồi, đi về đi. Nhanh đi, mỏi tay quá. Được rồi đó. Cô bệnh mà cô nói nhiều quá nha. Nè, à. Cháo em nấu hả? Cháo mà ai không biết nấu. Lên mạng nó cũng có chỉ bộ. Dạ em. Có người nấu cho ăn là hên lắm rồi còn chê nữa. Ôi mà tỉnh rồi hả? Ăn cháo dở quá em tỉnh luôn rồi nè. Đi coi gán chịu đi. Chị My. Cảm ơn em nha, em về cẩn thận. Dạ em chào chị. Tới nhà là phải đánh răng rửa tay liền nha, không thôi là bị lây bệnh đó. À, cháo em nấu hồi nãy ngon lắm, xứng đáng là đặc sản của Việt Nam luôn á. Alo. Alo, tôi nghe nè. Ờ, biết rồi, có gì không? Thì tôi chỉ hỏi thử là cô đi khám thôi chưa. Ờ, cũng như anh nói đúng á. Không được coi thường bệnh cảm mà. Tôi mới bị một phen chết đi sống lại luôn nè. Thì tôi đã nói rồi mà. Mùa này dễ bị cảm lắm, dễ truyền nhiễm nữa. Thằng Nguyên bị lây rồi kìa. Ủa, Nguyên cũng bị cảm này hả? Ủa, cô chưa hay gì hả? Biết ngay mà. Vậy thôi, cảm ơn anh nha, bye bye. Trời ơi, giờ sao đây ta?
Nè, dạ Nguyên. Cái gì mà ồn ào vậy? Làm giật mình à? Cô đã nói thế nào là cô bị bệnh rồi đó, bây giờ bị bệnh rồi đó, anh thấy chưa? Tôi chỉ có thấy hơi mệt thôi. Mệt cái gì? Thằng này lì lợm thiệt á. Cãi, thằng nhóc này. Cãi gì? Ôi, nóng dữ vậy nè. Thôi, cô ở đây hồi là lại bị lây đó. Cô đi ra ngoài đi. Cô mới bệnh xong rồi chắc chắn không bị lây nữa đâu ha. Lần trước cô đuổi em ra ngoài, không có chịu ra ngoài đâu. Nóng dữ vậy trời. Bộ cô không thấy mình có lỗi hả? Có lỗi gì? Thì tôi bị bệnh là lỗi của cô đó. Em bị bệnh là lỗi của cô đó. Được chưa? Thì sao? Thì nếu mà cô có lỗi thì cô phải dạy tôi tiếp á. Cô không được nghỉ đó nha. Còn chưa chịu nữa hả? Thì tôi đổi cách xưng hô bằng chị. Được chưa? Chi vậy? Không thích. Chứ đó không phải là tâm nguyện cả đời của chị hả? Nhưng mà giờ hết thích rồi. Được cơ. Chị không thích hả? Ừ. Vậy tôi sẽ gọi là anh Diễm Phúc. Anh Diễm Phúc, được chưa? Cái thằng này anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Dạ, con chào cả nhà, con mới tới. Cô giáo mới tới. Lâu quá mới gặp con. Ủa sao mà mặt xanh xao vậy, bộ con bệnh hả? Dạ không. Con lên trước hả? Ủa? Mới tới hả? Thì lên trước đi. Ừ. Anh Diễm Phúc có uống gì không? Ồ, hai cái thằng này mày có hiểu giới tính không? Sao kêu cô giáo bằng anh Diễm Phúc? Bị sốt rồi mày bị viêm não rồi hả? Lấy thuốc cho nó uống chưa?